hé lộ gia đình Ngô Thư Hân, xứng danh Bạch Phú Mỹ hàng thật giá thật của showbiz. Ngô Thư Hân xuất thân từ gia đình giàu có, bước chân vào giới giải trí hoàn toàn là do ước mơ. Sau Thường Lan Quyết, Ngô Thư Hân nhận được rất nhiều sự quan tâm và chú ý của khán giả. Sự nghiệp phim ảnh của cô cũng ngày càng phát triển với nhiều dự án mới. Tuy nhiên, Ngô Thư Hân lấn sân sang nghiệp diễn là do mong muốn của bản thân chứ không đặt nặng vấn đề kinh tế. Bởi lẽ, nữ diễn viên xuất thân từ gia đình giàu có, đồng thời cô cũng là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật của giới giải trí. Theo người trong ngành tiết lộ, ông của Ngô Thư Hân là chủ tịch tập đoàn sắt thép, trong khi ba của cô cũng là giám đốc của hãng hàng không Cát Tường, tổng tài sản lên tới khoảng 49 tỷ nhân dân tệ. Trong một bức ảnh Ngô Thư Hân chụp với ông của mình, cả hai đều toát lên khí chất sang trọng. Bên cạnh đó, nữ diễn viên còn mang vẻ đẹp nhẹ nhàng, thần thái thiên kim tiểu thư chuẩn con nhà tài phiệt. Nhưng từ trước đến nay, Ngô Thư Hân chưa từng chia sẻ về gia thế, cũng không vì gia đình giàu có mà kiêu ngạo. Thời còn đi học, cô từng vừa học vừa làm thêm tại một nhà hàng. 6 năm trong làng giải trí, người đẹp họ Ngô cũng chăm chỉ đi casting cho từng vai diễn. Giống như nhiều diễn viên khác, cô phải đóng những vai phụ của phụ ít ai quan tâm, đồng thời còn tự làm poster tuyên truyền dự án mình tham gia. Đối với Ngô Thư Hân, diễn xuất là công việc thực sự mà cô muốn theo đuổi lâu dài. Vì vậy, nữ diễn viên vẫn luôn chăm chỉ và nỗ lực hết mình vì sự nghiệp. Bên cạnh đó, các fan còn cho biết thần tượng đã đi lên bằng chính đôi chân của mình và gần như không dựa vào sự giúp sức của gia đình. Đây cũng là điều khiến người hâm mộ Ngô Thư Hân cảm thấy hết sức tự hào.